Hello, xin chào các bạn. Thì hôm nay video lần này mình sẽ giới thiệu cho các bạn một con máy mài hai đá của Boss ha các bạn ha. Với mã sản phẩm là GBG60-20 các bạn ha. Đây, con máy thì máy mài hai đá khá là to, sử dụng điện 220V. Với dây nguồn thì khá là dài ha các bạn ha. Đây dây nguồn và ổ cắm thì rất chắc chắn ha. Thương hiệu Boss thì thương hiệu của Đức nha các bạn ha. Thì đầu tiên đi kèm với máy thì các bạn thấy mình cũng đây lấy sẵn ra tất cả các bộ kiện đi kèm như là catalog và phiếu bảo hành chính hãng của Boss trên toàn quốc ha các bạn ha. Bên cạnh đó là những cái bộ kiện như là chân đế và cái miếng che các bạn ha, miếng che an toàn để chúng ta cái những cái ba nhớ không bị văng vào mắt của chúng ta ha. Đó rồi cũng không có gì ngoài cái em đế và cái gánh thôi nha các bạn ha. Tiếp tục thì con này với cái thân hình của nó thì cũng khá là to các bạn ha. Đây như bạn thấy thì mặt trước thì có bộ phận logo được in nhập nổi khá là đẹp, với phần thân thì được làm bằng hợp kim rất là chắc chắn, với màu xanh đen đặc trưng của Boss ha các bạn ha. Logo được in nhập nổi khá là đẹp, đen chống hàng giả, công tắc nguồn đây ha các bạn. Đây công tắc nguồn nó rất là xịn. Con này sở hữu cái công suất lên tới 600 nha các bạn, 600W và cái đường kính là 200mm ha các bạn ha. Đấy nên rất là bự và sử dụng rất là tốt. Đây với 600W ha. Đây cái logo với lại là cái tem công suất kỹ thuật được in nổi phía phần phía sau của phần máy mài ha các bạn ha. Đây rất là chất lượng. Đấy, cái hàng chính hãng Boss. Đây để mình coi thử nó xuất xứ ở đâu ha các bạn ha. Game Money ha các bạn ha. Game Money. Đây Game Money. Và vòng tua của nó đạt lên tới 3600 vòng ha các bạn ha. Vòng tua đạt tới 3600 vòng. Có hai cấp độ phải. Đúng rồi. Và xuất xứ ở Game Money hay các bạn ha, phía sau có in phần xuất xứ thì và vòng tua thì lên tới 3600 vòng đấy, cũng khá rất là mạnh, rất là mạnh hay các bạn ha. Rồi thì mình cũng vừa review sơ các bạn một cái con máy mài hai đá của Boss với mẹ sản phẩm là GBG60-20. Không, nếu các bạn có thắc mắc cũng tư vấn thêm về cái dòng sản phẩm máy mài hai đá này thì hãy liên hệ tới số điện thoại truy cập đường link website dưới phần video. Nếu bạn thấy video mình hay thì đừng lặng một like, một subscribe để động lực review những sản phẩm chính hãng khác. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video lần sau.